Xin chào các bạn ha. Cái video mình vừa chiếu cho các bạn xem đó thì nó sử dụng một số cái hiệu ứng mà Camtasia cung cấp sẵn cho mình. Từ đó mình có thể sáng tạo ra những cái video đẹp mắt hơn. Ví dụ như cái video này thì video gốc ban đầu đó thì nó sẽ có đầy đủ màu sắc cả hai cái phần luôn. Tuy nhiên sau khi mình hiệu chỉnh thì nó sẽ có một nửa là trắng đen, một nửa là đầy màu sắc như thế này. Thật ra chúng ta có thể chia ra nhiều cái ô hơn để chúng ta sáng tạo ra những cái phần này. Ví dụ như phần nửa phía trên của cái cô gái này chẳng hạn, nó có thể là trắng đen hay là một cái màu nào đó bất kỳ. Và phía dưới thì chúng ta có thể để đầy đủ màu sắc. Phía bên đây cũng vậy, chúng ta có thể để phía trên đây là có đầy đủ màu sắc. Phía dưới này thì nó sẽ là một cái tông màu nào đó chẳng hạn. Thì chúng ta hoàn toàn có thể rebiến dựa vào cái phần là visual effect. Tuy nhiên thì theo cái mặc định của Camtasia đó thì chúng ta chỉ có thể áp dụng những cái hiệu ứng này lên tất cả cái màn hình của video luôn, chứ không phải là làm theo từng vùng như thế này. Thì cái video ngày hôm nay đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để có thể tạo ra những cái vùng có những cái màu sắc mà theo ý của mình ha. Thì bạn thấy cái video này nó nhìn cũng khá là lạ mắt. Đó, bạn thấy là cô gái khi mà đi vượt qua cái khung bên đây thì nó sẽ trở thành trắng đen, còn đi qua bên khung này thì sẽ là có màu ha. Thì giả sử như chúng ta có thể làm một cái người đi từ chỗ này đi qua bên đây chẳng hạn thì nó sẽ chuyển thành trắng đen sang có màu ha, hoặc ngược lại từ có màu chúng ta đi ngược trở lại đây thành trắng đen. Thì video này mình sẽ hướng dẫn từng bước để các bạn có thể tự tay bạn làm ra được một cái video dạng như thế này. Bây giờ để cho dễ thì mình sẽ vào file, mình chọn New Project ha. Tức là mình sẽ tạo ra một dự án mới, mình sẽ làm từ đầu để các bạn có thể tạo ra được như thế này. Nó hỏi là mình có lưu cái video mình đang làm hay không, mình trả lời là không ha. Bây giờ mình sẽ vào cái phần là Media chỗ này. Các bạn sẽ kích vào cái nút là Import Media. Thì ở trên cái màn desktop của mình á, mình có đào sẵn cái video vừa rồi. Ha, cái video là cái chàng trai đứng hình gì ha, trước cô gái nhảy gì đó. Mình kích vào nút Open. Ở đây thì cái video này mình sẽ kéo xuống cái phần timeline ở đây. Bây giờ mình sẽ bỏ cái đoạn intro ban đầu ha, mình cắt chỗ này. Rồi các bạn kích vào cái trắc mục ở đây ha, các bạn kích vào cái mục tách chỗ này. Sau khi các bạn tách ra thì các bạn có thể xóa luôn cái này. Các bạn lít chuột phải vào nó, các bạn chọn là delete ha, xóa đi. Rồi mình kéo cái này về phía trước thì lúc này mình sẽ có một cái video đầy đủ màu sắc như thế này. Thế thì bây giờ để cho nó dễ đó, thì mình sẽ tắt luôn cái âm thanh của cái này nha. Các bạn lít chuột phải vào cái track 1, các bạn chọn cái phần là tách audio và video ra. Hai, các bạn kích vào cái mục này thì ở đây nó sẽ ra làm track 1 và track 2. Track 1 tức là hình ảnh nè, track 2 là âm thanh. Thì mình không dùng cái âm thanh nữa ha, mình xóa luôn. Rồi bây giờ mình chỉ muốn giữ lại cái hình ảnh này để mình làm ví dụ thôi. Bây giờ các bạn thấy lúc nãy mình làm đó, phân nửa ở dưới tức là phân nửa bên trái đó nó sẽ là trắng đen, còn phân nửa bên phải này á nó sẽ có đầy đủ màu sắc. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình là mình sẽ nhân đôi hai cái này ra, tức là mình có một cái track này. Bây giờ các bạn lít phải, các bạn chọn copy hoặc là bạn nhấn Ctrl C cũng được. Sau đó các bạn sẽ đưa chuột lên cái track 2 nè, các bạn lít chuột phải, các bạn bắt nó ra. Lưu ý là phải kéo sát vào đây luôn ha, để hai cái row này nó chạy cùng một lúc nha. Rồi bây giờ nhiệm vụ của mình là làm sao cho cái track bên trái này nè, cái phần nửa bên trái đó nó trở thành trắng đen. Thì bây giờ giả sử như mình kích vào cái track 2, mình tắt cái track 2 đi. Các bạn thấy chỉ còn phân nửa nè. Bây giờ mình sẽ biến cái track 1 này thành trắng đen bằng cách là các bạn vào cái mục là Visual Effect. Các bạn vào này. Giả sử như cái máy tính của bạn mà nhìn bên tay trái này đó mà không có mục này á, thì các bạn kích vào cái mục More ha, nó sẽ có nằm trong cái phần ảnh ở đây.
Tiếp theo thì các bạn sẽ thấy có một cái mục là color adjustment, tức là trắng đen. Chúng ta có thể kéo cái này xuống, bỏ vào cái trắc mộc. Thì các bạn thấy cái video của mình bây giờ nó sẽ là trắng đen này. Các bạn thấy chưa? Rồi. Bây giờ mình sẽ bật cái trắc hai lên. Dĩ nhiên khi chúng ta bật cái trắc hai lên á, thì cái trắc hai nó có đầy đủ màu sắc, mà nó nằm ở phía trên trắc một, cho nên nó che mất luôn. Các bạn thấy chưa? Thì trong cái ví dụ của mình á, thì mình muốn là phân nửa bên phải á, nó phải là có màu, còn phân nửa này á, là trắng đen. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng một kỹ thuật là crop. Các bạn thấy chưa? Mình kích vô cái biểu tượng hai cái mặt vuông chéo nhau nè. Khi các bạn kích vào thì cái biểu tượng đó nó sẽ có màu xanh ha, sáng lên. Thì chúng ta lít vào cái phần trắc hai ha. Các bạn sẽ đưa chuột ngay chỗ cái đường biên nè. Các bạn thấy sẽ có một cái nút màu xanh. Chúng ta đưa con chuột vào ha, thì nó có thành cái mũi tên hai đầu đó. Các bạn sẽ nắm cái phần nút màu xanh này, các bạn kéo vào ngay giữa này. Thì các bạn thấy khi mình kéo chuột đi tới chỗ nào đó, thì chỗ đó sẽ trở thành trắng đen ha. Thì mình muốn một phân nửa màu trắng đen, phân nửa là màu đó, thì các bạn kéo tới ngay giữa. Thì lúc này các bạn thấy là nó canh ngay giữa cho mình rồi nè ha. Thế thì bây giờ nếu chúng ta nhấn nút play, thì các bạn sẽ thấy là phân nửa bên trái là trắng đen, phân nửa bên phải là có màu. Dĩ nhiên bây giờ cái video này không có âm thanh á, thì chúng ta xem nó không có được hay như ban đầu. Tuy nhiên mình muốn cho nó im lặng ha, để cho các bạn dễ nghe cái lúc mà mình đang nói. Các bạn thấy nó khá ok. Tuy nhiên cái phần bên trái á, cái màu đen này á, nó còn hơi đậm ha, mình có thể chỉnh cho nó sáng lên một chút. Rồi, mình kéo về cái phần này nha. Bây giờ mình sẽ kích vào cái trắc một này. Ở đây thì các bạn sẽ thấy nó có cái phần thuộc tính ở đây. Như những cái video trước mình nói, nếu như không có cái bảng này thì các bạn kích vào cái nút property ở đây. Các bạn kích vô đèn trái nó sẽ bật ra này. Các bạn kéo thanh trường này xuống. Ở đây nó sẽ có cái phần thông số của color adjustment. Chúng ta có thể chỉnh cái phần sáng tối hay là độ tương phản. Cái này là sáng tối nè. Các bạn thấy mình chỉnh này. Các bạn thấy chưa? Còn đây là độ tương phản, chúng ta có thể kéo những thanh này. Các bạn thấy nè. Các bạn sẽ kéo như thế nào để xem á, khi mà nó có độ tương phản phù hợp thì chúng ta sẽ dừng ha. Thì bây giờ chúng ta có thể lay thử nè. Đó, các bạn thấy nó khá là đẹp ha. Ngoài ra thì chúng ta có thể tùy biến nhiều hơn. Ví dụ như bây giờ cái phần trắc hai của cô gái này. Các bạn thấy là đang nguyên cái hình này nó đang là có màu. Thế nhưng bây giờ mình muốn là phân nửa dưới đây nó lại là trắng đen luôn. Phân nửa dưới đây là có màu. Thì lúc nãy mình đã điều chỉnh tới đây rồi đúng không? Bây giờ các bạn đưa chuột ở phần dưới nè, nó sẽ có cái nút màu xanh á, chúng ta có thể kéo này lên. Thế thì bây giờ phân nửa dưới đây nó sẽ là trắng đen. Chúng ta lay thử nè. Bạn thấy không? Thì ở đây á, chúng ta có thể tạo ra nhiều cái khối hình vuông, hình chữ nhật như thế này. Bằng cách là các bạn copy những cái trắc ban đầu đó. Sau đó chúng ta sẽ tạo ra những cái hiệu ứng. Ví dụ như trắng đen hay là để nguyên màu sắc. Hoặc các bạn cũng có thể điều chỉnh tông màu theo cái mục là color ở đây. Nếu chúng ta áp dụng những cái thủ thuật này đó, thì chúng ta có thể tạo ra những cái hiệu ứng video khá là đẹp mắt. Cho những cái video mà chúng ta cần những cái hiệu ứng nó đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ subscribe kênh của mình và để lại những cái câu hỏi, những cái bình luận bên dưới video ha. Chào các bạn.